Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn thêm một cái mẫu bánh xe gai địa hình nữa. Cái này gai cũng không cao, gai khoảng 1,5 đến 1 cm thôi. Thì các bạn có thể làm bản đi đường phố hay đi địa hình đều được. Bánh này có tên của nó là 22 x 10 trừ 10. Đây. 22 x 10 trừ 10 đây. Đây chính là cái tên model của bánh. Đây là cái mâm nhôm, mâm hợp kim. Bánh này có các thông số sau. Về tải trọng là 175 kg trên một bánh, là cũng tương đối ok để làm xe 4 bánh rồi. Đường kính của nó là 53-54 cm. Bản rộng chuẩn của nó là 25 cm các bạn nhé. Về tim ốc. Tim ốc thì tim ốc của nó là chéo 8-11. Những cái dòng bánh thể thao này thì thường thường là tim chéo 8-11 hết. Đấy. Cái lòng trong của cái bánh này thì sẽ có các cái kích thước như sau. Các bạn lưu ý về cái kích thước lòng trong của cái vành ấy, cái la răng ấy. Để mình nắp được cầu thì mình phải tính toán để nó không bị chạm cầu. Thì đối với những cái phanh cơ thì hầu như là có thể lắp được. Đây, phía bên cận trong của nó là 22 cm. Còn phía bên ngoài này của nó là 24 cm, 24 cm. Đấy, cái phía mép ngoài này này thì các bạn nắp phanh đĩa ấy. Thì đối với những cái vành 10 ấy thì gần như là có thể nắp được. Đấy. Các bạn lưu ý cho mình là cái kích thước như thế để các bạn có thể mua và lắp vào cái cầu nó vừa. Đấy, thì cái lòng trong này mình nhắc lại là khoảng 22 nhá. Cái bên gần trong cùng áp với cái mặt này là 22 này. Thì những cái cầu tâm bua 20 này là vô tư. Đấy. Thế còn lui ra ngoài này tí nữa để nếu mà lắp phanh đĩa ấy, thì nó sẽ hay vướng cái củ phanh ấy. Thì cái chỗ này nó là 24 thì một số cái cầu mình vẫn bán ấy là vẫn lắp được. Đấy, là 24 thì vẫn lắp được đối với những cái vành 10. Còn mặc định từ những cái vành 12 trở lên ấy thì nó rất là to. Hầu như là các cái cầu phanh đĩa nào cũng lắp được. Thì mình không giới thiệu sâu về những cái dòng vành 12 trở lên, chỉ giới thiệu về vành 10 thôi. Còn vành 8 thì nó rất là kén. Đấy, các bạn lưu ý vành 8 thì chỉ lắp được phanh cơ thôi. Mà phanh cơ cái loại tăm bua 130 ấy, 160 là cũng cần phải đắn đo, cân nhắc. Còn phanh đĩa thì hầu như là không thể. Phanh đĩa thì chỉ có dòng ATV đặc chủng của nó. Củ phanh và đĩa phanh nó nằm ở ngoài thì các bạn mới lắp được thôi nhé. Đây là cái mẫu bánh 22 x 10-10. Thì các bạn cứ xem kỹ các cái video về bánh của mình ấy, để các bạn lựa chọn lên những cái bộ đồ cho nó hợp lý. Các bạn lưu ý những cái thông số về tim ốc và thông số về lòng trong của cái vành nhá. Đấy là những thông số rất quan trọng để biết được là có lắp vừa cầu hay không. Giá thành sản phẩm mình xin trả lời phía dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.